Vâng, mến chào các bạn yêu cầu. Hôm nay một lần nữa chúng ta đến với nhau trong bài số 4 của toàn tập của Trung Bí, trong bài số 4 của hệ thống chấp một mã. Với cái bài này thì tôi thấy bên đen đã đi sai một số nước, mà một số nước đó rất là đáng tiếc đã dẫn tới thua rất là nhanh. Và bên đen đi sai như thế nào và bên đỏ thì đúng như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi cái ván cờ này. Trước tiên, pháo 2, bên đỏ pháo 2 bình 5, bên đen cũng pháo 8 bình 5, tạo thành thế trận thuận pháo. Đỏ mã 2 tấn 3, bên đen mã 8 tấn 7, đỏ xem 1 tấn 1, bên đen trực xa, mã pháo 9 bình 8. Đến đây, xe 1 đỏ bình 6 và mã 2 tấn 1. Thì đối với thế trận này thì chúng ta chưa thấy cái điều gì mà bất lợi của bên đen hoặc là yếu của bên đen. Bình phong mã là một cái thế trận rất là hay, rất là chắc, rất là vững để đánh lại phản công lại thế trận pháo đầu như những bài trước chúng ta cũng đã học. Những cái sai của đen ở chỗ nào? Bắt đầu từ đây chúng ta theo dõi tiếp. Xe đỏ tấn lên, chuẩn bị bắt tốt. Bên đen đáp trả bằng pháo 5 bình 6. Bên đỏ ăn tốt. Đen tượng 3 tấn 5 để dùng pháo giữ con mã đen. Thì đến đây thì như chúng ta vẫn thường biết, khi mà pháo đầu tấn công trước mà bên đối thủ không có pháo đầu phản công lại mà chỉ có tượng hoặc là tốt thì đó là cái điểm rất là hay mà chúng ta dùng tốt 5 dí lên để tấn công bên địch, và đó là cái đường hướng mà bên đỏ tấn công ở lúc này. Đỏ tốt 5 tấn 1, bên đen sẽ 8 tấn 6, đỏ tấn công tiếp tốt đỏ tốt 5 tấn 1 một lần nữa. Thì trong trường hợp này thì gần như là bên đen tốt đen bắt buộc phải ăn tốt đỏ, nếu không tốt đỏ thì tốt đỏ ăn xuống rồi sau đó phá nát cặp sĩ tượng hoặc là pháo ở bên này, và cái anh tốt này là anh tốt gọi là tốt nhất, nhưng chỉ phản công nó tấn công rất là mạnh cho nên không có cách nào hơn, bên đen bắt buộc phải ăn tốt 5 đỏ. Và bên đen đó ăn tốt 5 đỏ thì lúc đó mã 3 tấn 5 và xe đen ăn tốt đỏ để dọa bắt con mã 5 của bên đó, mã 5 tấn của lộ 7. Đến đây trong trường hợp này thì bên đen cũng phải thủ, thủ rất là chắc. Tại vì sao? Tại vì nếu mà không thủ thì con mã nó sẽ nhảy vào tốt 5 và nó dọa nhảy của pháo bên này. Chiêu tướng, vừa chiêu tướng mã mà vừa chiêu tướng pháo nữa thì rất là nguy hiểm. Cho nên bên đen không có cách nào khác tốt hơn trong lúc này là bắt buộc phải sĩ và tấn lên để tránh cái đường chiêu tướng của pháo hoặc là mã ăn xuống tốt rồi nhảy vào đánh vào pháo, phải không nào? Cho nên bắt buộc gần như là bắt buộc mã phải tấn lên, bắt buộc sĩ phải tấn lên. Đến đây mã đỏ mã 7 tấn 6, mã 7 tấn 6 với mục đích gì? Chuẩn bị đâm xuống lộ 7 để mà chiếu tướng. Cho nên xe đen xe 1 bắt buộc phải bình 3 để đón trước cái đường mà đỏ đâm xuống lộ 7. Đến đây đỏ đánh tiếp pháo 8 bình 7. Pháo 8 bình 7 mục đích gì? Mục đích chính của nó là sẽ dùng con xe tấn công xuống mã chẳng hạn, và sau đó sẽ tấn công xuống xe. Thì trong trường hợp này bên đen đã làm đi một cái nước, theo tôi nghĩ là cái nước sai, rất là sai, sai dẫn đến thua cuộc là vì ham sợ mất con mã này, phải không nào? Cho nên mã đã thoái bốn. Đối với cá nhân tôi thì con mã này không cần chạy, bởi vì sao? Nếu mà xe ăn xuống
thì pháo lại ăn qua, phải không nào? Đó thì bên đỏ cũng chẳng làm gì được. Nếu mà giỏi lắm thì pháo đỏ mà có ăn xuống thì xe đen cũng vẫn ăn lên được, thì đất nước vẫn an bình, phải không nào? Mã có đánh xuống pháo thì xe cũng ăn qua vậy thôi. Thì bên đen vẫn còn hai xe một mã tấn công, trong khi đó bên đỏ chỉ còn có một xe một pháo thì cũng không làm ăn gì được, phải không nào? Nhưng bên đỏ bên đen nhưng bên đen thì có một lỗi lầm rất là to, là muốn giữ con mã này bằng bất cứ giá nào, coi con mã này còn quan trọng hơn tướng. Cho nên thay vì vẫn đứng ở đây, vẫn có quân xe và quân pháo bảo vệ, thì anh mã lại đi rút về lộ. Thì mã rút về lộ 4 như vậy là một cái lỗi lầm theo tôi nghĩ là rất là nặng, để dẫn đến bên đen thua cuộc như sau. Xe đỏ tấn 3, tống thẳng vào xe đen, ăn xe. Tượng 5, toái 3, ăn xe. Thì đến ngay thời điểm này thì chúng ta thấy rõ ràng bên đen cũng có thể nghĩ tới cái trường hợp đổi xe xong rồi, mà nếu mà pháo đỏ mà có tấn tống xuống ăn tượng chiếu tướng thì mã có thể chạy lên ngược lại lên được, phải không nào? Thì không thành vấn đề. Nhưng mà bên đen đã lầm to. Bên đỏ không có đánh pháo xuống chiếu, mà ngược lại bên đỏ hiện giờ con mã này có hai đường để chiếu bắt tướng xanh. Đường thứ nhất ăn vào pháo chiếu, dùng mã chiếu, phải không nào? Tướng ở đâu chạy đi đâu được, tướng chịu chết. Sĩ không ăn lên mã được, sĩ không ăn lên mã được, tại vì con pháo nằm ở đây, phải không nào? Cho nên sĩ không thể ăn vào mã được. Và đường thứ hai, bên đỏ cũng có thể thắng bằng cách mã 6 tấn 7 chiếu, thì lúc này tướng chịu chết, không có con nào có thể cản được cái con mã 7 đang chiếu ở trong lúc này. Cho nên bên đen phải đầu hàng, phải không nào? Vâng, vừa rồi cái ván cờ mà làm cho chúng ta chú ý, cho chúng ta thấy cái sự sai lầm rất là nặng, rất là trầm trọng của bên đen là con mã này. Mã này lúc nó nằm trên này, biết là không chạy thoát được thì thà để đó hy sinh con mã, nhưng mà pháo vẫn đánh qua được và xe vẫn có thể đánh lên được và vẫn có thể giữ vững Giang Sơn. Nhưng mà vì thương tiếc cái con mã, thương con mã này hơn là thương tướng, cho nên nó rút về, và rút về để đưa đến cái cảnh thất bại và hết cờ như chúng ta đã thấy. Vâng, đó là cái bài học mà chúng ta cũng đôi khi cũng phải suy ngẫm, là nếu mà không giữ được thì đừng ráng giữ, và nếu mà hy sinh nó để mà phản công lại thì cũng chúng ta cũng nên hy sinh. Vì rõ ràng như tôi giải thích hồi nãy, sau khi hy sinh con mã nó thì bên đen vẫn còn hai xe và một pháo, hai xe và một mã, thì vẫn còn tốt hơn là bên bên đỏ chỉ còn một xe một pháo mà thôi, thì vẫn có thể tấn công, vẫn chiến thắng được. Nhưng mà vì thương con mã hơn là thương tướng, cho nên tướng đã chết và mã vẫn còn sống. Dạ vâng, cái ván cờ này tôi nghĩ rất là hay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào nhé.